Hi, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Sơ Tiết One Piece. Thì hôm nay thì mình sẽ phiêu lưu cùng fan của mình đến cái đảo Luffy ha. Thì fan mình nói là đánh phụ Luffy phụ mình thì biết có hay không mình không biết. Nói chung là qua bển thì biết anh em à. Làm gì bạn gồng Haki thì ớt nè. Mình đây cũng có nè nhưng mà không còn thân thôi. Đó, giờ cứ bang bang qua bển đi. Vậy thì chứ này mà trong phim mà gồng kiểu này là coi như là tốn thể lực chết. Để tiến qua đảo Luffy chà vừa. Rồi đây đây đây. Cái gì vậy? Cái gì ớn bệnh nè. Làm gì mà một giây làm như rồng nè. Qua bển là biết liền cái gì. Nào mà chơi chiêu gì ứng hồn nữa. Qua đây nghe nói phải nhận nhiệm vụ kích Luffy nữa nè. Killer Luffy. Chơi cái gì bệnh ứng nè. Con nào cũng bệnh đang chà Luffy bệnh đó nè. Rồi cũng gì nữa kìa. Giống trái của thằng Akenu anh em. Nhìn giống thôi. Nhìn xa mà không có phân định ra được. Rồi lên lên lên. Đó. Ok. Này này này. Cái gì vậy? À, chiều nãy thì ra là ở đó. Để mình đi nhận nhiệm vụ hốt Luffy rồi anh em. Đây nè phải. Đi. Chà gì bệnh ớn nè. Chà gì đi đâu cũng thấy nhung nham nham thạch không à. Con bừa kìa. Mình lỡ đẳng chứ gõ mình gõ quá. Đó 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 đó. Nhíu không. Nhíu nhíu. Ta cút. Nhung nham nó không có mát rồi. Không lợi Luffy à. Ồ ồ. Giờ ở đây mình chỉ đứng mình coi thôi. Đâu có dám quýnh quýnh họ lát nhíu mình á. Nó sống chết rồi. Này đụng Luffy một cái được không ta? Hay mình lại mình chà mình đập nó. Rống đầu phụ. Tờ ngang khoai củ. Ở mình phải giết nó. Sao dám lỡ giết. Ừ nó có con rồng nó luôn kìa. Mình cũng có vậy. Quýnh 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 cho sắp mặt ra. Sao không ai trụ cho quýnh được hết vậy mới chết nè. Nó thôi à. Dám vô vừa đập rỗng không. Ý khó ăn quá đá hai cái chết rồi. Lại lận đạp dài đạp cái chết Luffy rồi anh em lẹ dữ kìa. À gọi coi kìa. Con thả nhung nham nó chết xỉu luôn đi. Nhanh. Đúng mấy anh niên này chà nhanh nha.
Vậy là mấy cái điểm kia chắc là full hết rồi anh em, mấy điểm bên đây full sạch hết luôn rồi nên mới đá nhanh vậy á. Còn anh đi cái rống không? Chà 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 chà, rồi xong luôn. Rồi ok anh em, bây giờ cập bến qua đảo nữa nè anh em. Đó, thanh niên kia đang cố gắng phụ mình chà Luffy ha. Vừa vô gì thấy đùng rầm, không biết là Luffy như thế nào, chắc mình nghĩ là tàn đời rồi. Từ nhận nhiệm vụ các em. Đâu? À, còn miếng máu vậy hả? Rồi con sâu lúc đầu lại chắc lụp quá. Mày hả con, giết được rồi. Rồi cảm ơn em. Đó, ê quên quên, ăn vô nhận tiếp. Đây nữa nè, đây nữa nè. À, nó được con nữa anh em, dễ không? Có pha anh hỗ trợ thì tương đối dễ nha. Đây tiếp tục chà nữa, điểm lên phơi. À sao mà thấy lên cũng ít xỉnh xinh vậy ta. Đào bốc, đào bốc vô sấy rống. À à, em mấy chơi đó cho mình ăn đó anh em. Nó nữa nè, chưa lúc nào mà kích Luffy dễ đến thế anh em à. Có người giúp, có người giúp chứ cũng tàn đời tàn mạc. Điểm đất quyển 20 rồi, nhanh vậy. Nó ăn liên tục. Đấy, tiếp tục chà nữa. Cứ vậy mà phát huy. Tao gọi, tao gọi. Vậy hồi nãy không làm tung hứng gì các kiểu, mạnh mà còn bày đặt sử dụng trái ác quỷ đồ bừa bãi, dậm nhâm thạch chích ngắt. Đá cái chinh ngắt luôn. Sao mà mấy người mạnh sao quýnh Luffy mũ rơm săn tiền thưởng Luffy mũ rơm nghe dễ vậy anh em. Còn mình đây mình phải đứng mình nhìn ngó vậy nè. Lần hình như này thì một mặt Luffy tăng điểm thì tài dân bạc thì có đầy đủ. Hình như là thấy không thấm thanh niên nữa luôn đó ta. Không xi nhê gì luôn. Nó giận giận mất máu vô bộ anh em. Đâu phải không mất. Đó. Rồi cái hồi máu lần nữa rồi, nhanh thiệt. Bù ba gõ. Mấy con rồi. Đẹp cũng ít nhưng nhiều. Dễ dàng. Cứ vậy mà cứ phát huy. Ra đây canh chờ gõ rồi anh em ạ. 23 điểm đá quỷ rồi. Này gần 30 rồi. Defend 26. Vui 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 vui. Thôi từ nãy giờ có tiền Luffy rồi anh em ạ. Lỡ mua thiền đi, không ai bằng rồng nữa đâu, ngu. Đâu ngon hả? Không.
thứ. Đó đâu trà chua cha vậy? Gồm đó sử dụng cái khả năng băng của thằng đô đốc gì quên rồi ta, gì vậy á, coi lâu quá quên à, gì mà trà này gì hiếm nè. Rồi trời ơi, chiêu của Smoker rồi anh em, cho dần cối. Ê này là ngu, chơi ngu cái thiền đó, nhận sao lên trời, ai chơi độc địa ác đạn vậy. Đó vô rước. Ngồi lên qua bển nữa. Rồi vậy là cái lệnh ra nhóm á hả? Nhóm ra gình lu, hình như bạn kia lúc trước cũng hỗ trợ mình dữ lắm mà. Mà thôi vậy, lỡ rồi, tại mình không biết thôi anh em à, lỡ nhắn rồi, giờ sao giờ. Rồi qua đây, qua đây. Đây, 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 gì đây? Cho nè, cho gì? Đâu dục ra đây. À, cái này là mời vô một cái nhóm, một cái group đó anh em. Hay mình nói băng hải tặc đi, tại vì này là mình chơi sự tích quên bit nên là mình nói băng hải tặc đi ha. Đó là một cái băng hải tặc đó anh em. Nó vậy là giờ giờ em ấy quýnh quýnh đâu chết mình nữa đâu. Quýnh đâu có chết nữa. Để chúng ta cùng băng nè. Đó, giờ hỗ trợ nhiệt tình. Có gì vậy, cái gì vậy? Ê, đó bậy nha. Ê, quên nhận vụ, quên nhận. Rồi xong luôn. Nhiệt tình chứ. Rồi bây giờ tiếp tục nha anh em. Bạn ấy hỗ trợ mình quá nhiệt tình rồi. Đợi nãy giờ mình giết biết bao nhiêu Luffy rồi, có chục con rồi. Rồi có điểm ác quỷ mình nè. Trái quỷ mình giờ lên 62 rồi. Cha rồi, đã gôn. Còn gì ngon hơn nữa. Đây bật Haki lên. Cậu làm gì xả cái đói ứng nè. Mình nhảy vô cái tàn đời quá. Làm gì ứng trống thì ghê vậy. À, bạn ấy đang dụ ra anh em à. Thấy sao mình dám vô, trời trời ơi, nghe nguy hiểm quá. Nguy hiểm vô cùng thiệt chứ. Lại chút xanh thương quá. Đập đập. Nó á. Ê, bị ngay mà. Đó anh em, mình nghĩ video này mình farm Luffy thì mình sẽ tạm khép lại tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn, xin chào.